Chào mọi người, mình là Trung, thiên cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu để cho mọi người lựa chọn. Đấy. Cần câu mình hôm nay mình quay những cây này đây. Đấy. Rồi, quay trước tiên mình quay mấy con ngắn ngắn nhỏ nhỏ này trước nha. Tiên, con đầu tiên này. Đấy. Đây, khoan đây mọi người. Cọc vào cho nó khỏi bung ra thôi. Mini para, cái cần này dài 1m2 nha mọi người. Cần này dài 1m2 đây, thông số này chỉ cho đây. Cái này là mình cân nặng của nó, cân nặng của nó là 60g nha mọi người. Cái chiều, cái đường kính của cái đọt đỉnh đó là 0,8 ly. Chiều dài của nó 1m2. Mình thu vào ngắn nhất của nó là 40cm nha mọi người. 40cm, 0,4m nè. 40cm. Đấy. Đấy, video hôm nay mình sẽ quay rất là chậm. Bây giờ mình coi kỹ khoan rồi luôn. Đấy. Người coi thật kỹ nha. Đây. Con này con số 1 nha mọi người. Số 1 này bán 140.000. Số 1 140.000 nha mọi người. Tiếp theo, mọi người thông cảm, người thông cảm là do là mình quay mấy khoan rồi. Mình hay gọi bằng đơn vị là con nên mọi người thông cảm nhé. Lúc thì mình gọi cây, lúc mình gọi bằng con nên là mọi người cũng thông cảm, tại vì mình quay mấy khoan rồi. Mấy khoan thì mình hay gọi bằng con. Đấy. Này khoan của nó nhé, thì khoan dĩ như thế này này. Đấy. Đấy. Quay sát cho mọi người nhìn luôn. Đấy, mọi người. Bát của nó. Để mình rút từ từ từng đọc thôi nhé. Thực ra thì mình nói thật là mình cũng không am hiểu về các thông số của cần câu cho lắm.
nên là cũng rất là cảm ơn các anh em khách hàng đã tin tưởng mua hàng và cũng đã đóng góp ý kiến cho mình. Thì đây, hôm nay mình cũng dựa theo cái ý kiến của mọi người thì mình cũng cố gắng là quay sát. Đấy, mình nói cũng rất là sát vào điện thoại rồi nha mọi người, nói sát vào camera rồi. Không biết là mọi người điện thoại mọi người như thế nào chứ mình nói thì mình nghe rất là, khi mình mở điện thoại mình nghe rất là to. Đấy, mọi người về điều chỉnh âm lượng lên thiết bị của mình nhé. Đấy, mình quay mình đêm rồi, giờ trời cũng 9, 10 giờ đêm rồi. Dài 1m65, 6-5 đây là như 5 đoạn đó. Đây là một thông số của nó đây. Đây. Và thì mình chỉ biết cái lane này là độ dài thôi. Còn lại mấy cái sau này thì mình không rõ. Không biết 6-5 này có phải là, em tính thôi, 1, 2, 3, 4, 5. À, 6-5 là có nghĩa là như 5, nó có 5 ống ấy, 5 ống. Nếu mọi người am hiểu thì mọi người có thể tự đọc thông số của nó nhé. Tại vì giờ nó cũng không có thông số gì, mình cũng không biết là độ cứng rồi như thế nào. Đấy, mình biết cái gì thì mình sẽ nói cho mọi người. Còn lại thì đấy, rồi, đọc này. Cái này dài 1m65, thu vào ngắn nhất của nó là 43 cm. Đấy, 43 cm nha mọi người. Con này nặng 100 g. Đây, cái gần này nặng 100 g. Còn cái đường kính của cái độc đỉnh á, đường kính của cái độc đỉnh á là 1,9 ly nha mọi người. 1,9 ly. Đây là số 2. Số 2 này bán 180.000. Số 2 180.000 nha mọi người. Dự là video này sẽ khá là dài vì một cái cần thì mình thấy quay khoảng cỡ 4 phút đến 5 phút. Đấy, một cái cần mình quay như thế này tốc độ rất là chậm, 4 phút đến 5 phút, mà ở đây mình có cả hơn 20 cái cần. Đấy, tiếp theo theo là cái số 3 này bát của nó này. Dàn khoan của nó đây. Đấy, mọi người, mình cho mọi người coi từng cái luôn. Để đợi mình tiếp. Đây, khoan từng cái. Đấy. Đấy, mọi người, khoan rất là đẹp. Đấy. À, bây giờ để mình xả ra cho mọi người coi nhé.
Vina xuất nhập. Con này nhìn mới lắm rồi. Hết này nãy mọi người coi rồi. Đây. Ok, để mình thu lại trước đã. Là mình đọc cái thông số mình đo và mình cân. Đó. Này. Đây. Cái cân này dài 1m85. Dài 1m85 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất là 46 cm. Đấy là 0,46 mấy đây mình nó ghi đây. Cân nặng của nó là 120g. Đấy, cân nặng của nó 120g. Còn cái đường kính của cái độc đỉnh đó là 1,9 ly nhé. 1,9 ly. Con này con số 3. Cây số 3. Cái này bán 200. Số 3 200 nha mọi người. Tiếp theo, cái này đi. Này. Cái cần này là cái cần Olympic nha mọi người. Olympic. Fuji. Cần Olympic Made in Korea. Đấy. Cận cảnh như thế này cho mọi người xem luôn. Đấy. Nào, quay kỹ cái dàn khoan cho mọi người nhé. Quay từng cái này cho mọi người nhìn luôn. Mọi người tự nhìn tự thái luôn. Đấy. Tại vì có những cái khoan á mình không rõ nữa. Và mình có nghĩa là có những cái khoan thì khoan kim loại, có những cái khoan gắn đá thì mình cũng không rõ nữa là nhớ như thế nào thôi. Để cho mọi người coi trực diện luôn như thế này cho dễ nhé. Này. Này. Đấy, khoan đấy. Rồi. Làm tiếp. Đây nè. Thằng cái này. Phần ngoài kim loại này. Giờ mình sẽ rút lên cho mọi người xem nhé.
Cây này dài 2m7, dài 2m7. Thu và ngắn nhất của nó là 74cm. Cân nặng của nó là 140g. Cân nặng 140g. Còn cái đường kính của độc đỉnh là 0,9 ly nha mọi người. Này cái số 4. Cái này bán 400. Cái này nó có một cái túi đựng đó nha mọi người. Đây. Đây, túi của nó. Túi đây. Đây, túi Olympic của nó đây. Xuống nha. Tiếp theo. Cái này, cái số 5. Số 5 này là cây 2 đoạn nha mọi người. Đợi tí mình gỡ cái gì sâu ra cho mọi người nó. Ghép nó vào luôn. Coi luôn cái cần này nè. Cái cần này này dài 1m25 này, thu vào ngắn nhất là 65cm này. Cân nặng của nó là 80g này, cân nặng của nó 80g. Cái đường kính của cái độc đỉnh là 1,3 ly nha mọi người, 1,3 ly. Cái bát Fuji. Chỗ này mình cọc cây su, chỗ này mình cọc cây su để mình giữ cái độc, mình tháo cái độc ra mình giữ lại cho mọi người. Okay, mọi người. Đấy. Chiều dài 1m25, thu gần ngắn nhất là 65cm. Cân nặng của nó là 80g. Còn cái đường kính của độc đỉnh là 1,3 ly. Này cái số 5. Cái này bán 150.000 nha mọi người. 150.000. Tiếp theo.
Đây nè. Cái này thì nó có một đoạn như thế này luôn đây. Một đoạn như thế này. Nó dài 90 phân nha mọi người. Một cây như thế này dài 90 phân. Cái cân nặng của nó là không, cái cân nặng của nó là 60 gram. Cân nặng 60 gram. Cái đường kính của cái đọt đỉnh là 0,9 ly. Đấy, để dùng cho mọi người coi nhé. Bát này. Đây nha mọi người. Đấy. Cây này là cây cần số 6. Số 6 nha mọi người. 150.000. Số 6 150.000 nha mọi người. Tiếp theo đây là cái cần số 7. Số 7 thì cái cần này cần 2 đoạn. Đây. Cần này nha mọi người. Cái cần này, cần này này dài 1m6 này. Thu vào ngắn nhất của nó là 84 cm này, cân nặng của nó là 120 gram này, còn cái đường kính của cái đọt đỉnh là 2 ly nha mọi người, đường kính của đọt đỉnh là 2 ly. Đây, bát nhựa. Đây mọi người. Đó, cần 2 đoạn. Đó, rồi lại thông số của nó. Dài 1m6, thu vào ngắn nhất là 84 cm, cân nặng là 120 gram, còn đường kính của cái đọt đỉnh là 2 ly nha mọi người. Này, cây số 7. Số 7 này
201. Số 7 201 nha mọi người. Tiếp theo là cái gần này. Rồi. Gần này chiều dài của nó là 2m4 này. Chiều dài của nó 2m4, thu vào ngắn ngắt của nó là 90cm, cân nặng là 80g. Ủa. Rồi, cân nặng của nó là 80g nha mọi người. Cân nặng 80g, còn đây là đường kính của độc đỉnh là 0,8 ly. Đấy. Vàng của nó này. Đấy nha mọi người. Đấy, khoan này nó bó sát vào nên mình đưa hết vào được trong cái ống này. Cái này. Đấy, đấy chưa? Giờ 2m4, thu vào ngắn nhất là 90cm, cân nặng là 80g. Đấy, đường kính của độc đỉnh là 0,8 ly. Cái số 8. Đó. Cái này bán 230.000. 230.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái số 9. Cái cần đơn này. Đơn này thì dài 4m5, thu vào ngắn nhất của nó là 59cm, còn cân nặng của nó là 180g, 180g nhé. Còn đường kính của cái độc đỉnh là 0,8 ly. Đấy. Đây, cần đơn. Không gắn máy luôn.
nó bị nứt này, nứt nha mọi người, nứt. Mọi người về cái này, mọi người quấn dây nhựa vào đây xong mọi người nhỏ keo vào là ok nhé, nhỏ keo vào khắc phục chỗ này. Cái cần là cần số 9 nha mọi người. Dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất là 59 cm, cân nặng là 180 g. Đấy, đường kính của lục đỉnh là 0,8 ly. Cây này cây số 9. Có một đoạn ống bị nứt nha mọi người. Số 9 này. Bán 230.000. 230.000 nha mọi người. Tiếp theo cái này. Cái này cũng cái cần đơn nha mọi người. Đơn Korea 36. Tôi hãy cho người coi đấy nhé. Cái này dài 3,6 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,02 m nha mọi người. Thu vào ngắn của nó là 1,02 m. Nó nặng 100 g, nó nặng 100 g nhé.
đường kính bữa đọc đỉnh là 0,9 ly. Đây là cây số mấy ta? Số 10. Số 10 mình bán 280.000. Số 10 280.000 nha mọi người. Tiếp theo này. Này. Bát Fuji này. Này móc một viên đá rồi này, móc một viên đá rồi này, cái này bị nứt nè, bể nè. Đấy. Rồi. Cái khoang đỉnh này thì mình thấy khoang đỉnh này mình thấy viên đá có vẻ bị nứt, bị xước nha mọi người, nứt bị xước. Này hình như cái khoang cuối này là khoang của người ta bị mất rồi, người ta gắn cái khoang này vào sao ấy. Đúng không? Người ta gắn cái khoang này, người ta sửa lại, người ta gắn cái khoang này vào. Cái khoang đỉnh cũng vậy, khoang đỉnh tự nhiên có khoang đỉnh thì mình thấy tự nhiên mấy cái khoang ở giữa thì cái đá ở phía trong nó màu đen, còn khoang đỉnh thì những cái đá nó màu trắng. Đấy. Người về sửa chữa thì có thể thay mấy khoang đó đi nhá. Đấy, thấy rồi. Rất là kỹ nha mọi người, phải rất là kỹ. Đấy. Mới đến cái số 11 mà đã 40-41 phút rồi. Bát Fuji. Nha mọi người. Số 11. Cái này dài 2m1, dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 80 cm. Còn cân nặng của nó là 160 g. Cái đường kính của cái đọt đỉnh là 2,7 ly nha mọi người, 2,7 ly đó. 2,7 ly. Rất là lớn nhá. Xoắn mà đang biết có carbon không. Số 11. Đây, con này bán 250.000 thôi. Đó.
hai trăm năm mươi về đây. Giá hữu nghị nha mọi người, đây. Giá hữu nghị con là 250 nha mọi người. Tiếp theo đây, cây số 12 20. Cần đai hoa này, đai hoa này đây, đai hoa cây này là made in Korea nha mọi người, đai hoa Korea. Fuji. À, đây qua này. À. Cần này cần carbon nha mọi người, đây qua carbon cước trong đấy, đây qua carbon cước trong nha mọi người đấy, cần rút nhưng mà đây qua carbon đấy, chất liệu là bằng carbon này. Sợi carbon xoắn này. À, để cho mọi người coi kỹ cái khoang đào nữa chứ. Nha mọi người. Đấy. Cứng cáp vậy đó mọi người. Ba ống như thế nào, cứ trong cái này là cần carbon đai hoa, cần carbon đai hoa nha mọi người, made in Korea này. Đó, made in Korea. Cái cần này dài 3m1, dài 3m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m1 nha mọi người, thu vào ngắn nhất của nó là 1m1, còn dài chiều dài của nó là 3m1. Còn cân nặng của nó là 240g, cân nặng của nó 240g. Đường kính của cái đọt đỉnh là 2,8 ly nha mọi người. Đấy.
cần số 12 bán 1.400.000 12 1.400.000 nha mọi người. Vậy có cái nút đóng đóng lại như thế. Tiếp theo đây cũng là cái cần đai hoa, cần đơn đai hoa nha mọi người. Cái cần này dài 3,6 m, dài 3,6 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,02 m. Cân nặng của nó là 120 g, đường kính của độc đỉnh của nó là 0,95 ly, 0,95 ly nha mọi người. Cái này cây số 13 này bán 350.000, 13 350.000 nha mọi người. Theo nhờ gì hai bông bông mới sợ gì đây. Bát super gì đây ngoài. Vì mình quay cận cảnh rồi nên mình cũng không cần nói nhiều nha mọi người. Đấy, mọi người tự động coi cận cảnh luôn. Còn hơn là mình nói nè. Cần đai hoa. Cần đai hoa. Cái thông số trên này là cái gì không biết. Đai hoa 7 đoạn, 7 khúc. Nó có 7 ống đấy. À, nó dài 5,2 m nha mọi người. Đây. 5,2 m. Đai hoa.
dàn khoan của nó đây. Mọi người coi từng cái khoan luôn. Đây. Đây, khoan này. Đây. Nứt này. Nứt bể trong đây này. Sứ phía trong vẫn còn nha, nứt này. Quay cận cảnh cho mọi người thấy rõ ràng luôn. Đấy. Này em bị bong rồi này. Đó, nứt này. Mọi người về dán keo rồi cột nhựa để cho nó cứng này. Đấy nhá. Thay luôn dàn khoan còn được, đầu tư từ thay luôn dàn khoan, không có khoan này nữa. Đấy. Đấy. Rồi. Rồi. Để mình vươn cái này ra, cái này thì khá là già nên mình vươn cũng nhanh nhanh tí nhiều, trễ quá rồi, quay video gần tiếng một hồ rồi. Chưa hết, mấy cái cây số 14 à. Năm bích hai ngồi trải từ từ như thế này coi cho mọi người coi kỹ rồi khá là lâu. Số 13. Cần là mình bán 450. 13 450 nha mọi người. Quá lâu. Tiếp theo cần này. Cần đơn. Cái gần đơn này dài 5,4 này, thu vào ngắn nhất của nó là 1m này. Căng anh nặng của nó là 360g. Căng nặng của nó là 360g nha mọi người. Đường kính của cái độc đỉnh là 1,8 ly. Đó, mình đọc trước luôn. Cây số 13 nãy mình cũng có đưa thông số, hình như mình chưa đọc. Đây, cây số 13 nha mọi người. Đây, cây số 13 này. Thông số của nó này. Dài 5,2 m, thu vào ngắn nhất của nó là 86cm. Cân nặng của nó là 300g. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 0,8 ly nha mọi người. Đây, cái này cái số 13. Nó có 6 ống. Thông số trên này, thông số dưới này là gì thì mình chịu.
nó hơi bị rỉ nhưng mà về đánh lại. Cái cần này này mình coi lại luôn này, dài 5m4 nhé, thu vào ngắn nhất của nó 1m, cân nặng là 360g, đường kính đọc đỉnh là 1,8 ly nhé. Mắt đại lên nữa. Này số 14. Cái này mình bán 500. 14-500 nha mọi người. Tiếp theo đây này, cái này này dài 5m1, thu vào ngắn nhất của nó là 81cm, cân nặng là 340g. Đấy. Đường kính đọc đỉnh là 1,4 ly. Fuji. Thằng Olympic nha mọi người, Olympic. Gà 51. Sước này. Khoan của nó à, con này bị cái khoan đỉnh của nó bị mất rồi nha mọi người, khoan đỉnh của nó mất rồi. Đấy, nó mất cái khoan đỉnh rồi, mọi người về gắn cái mũi khoan đỉnh gắn vào nhé. Đây, còn cái dàn khoan của nó còn quan sát mọi người luôn. Đấy, từng cái một. Đấy, theo này. Sức nhiều rồi. Gà 5m1 với 5m4 vẫn ngồi vương từ từ coi.
xanh. Đấy, xong rồi mọi người, vương mình vương ra hết rồi đấy. Rồi. Cần Olympic dài 5m1 thì mắc cái khuyên độc đào. Đấy. Khuyên độc đào nha mọi người. Bát Fuji này. Dài 5m1, thu vào ngắn nhất của nó là 81cm, cân nặng là 340g, đường kính độc đỉnh là 1,4 ly. Cái này cây số mười lăm, cái này bán 650.000, 15 650.000 nha mọi người. Theo cái này qua hai số 13 luôn ta. Theo okay, cái này. Cần này cần ba đoạn nha. Ba khúc ba đoạn. Coi từ đuôi tới đầu nhé. Fuji đó. FX7. Không hiểu cái FX nó là cái gì, hình như cái thông số độ to nhỏ để gắn máy hay sao. Khoan, mình sẽ quay rõ cho mọi người. Tự nhiên tự coi luôn. Keo đây mọi người, đây là keo này. Đấy. Đấy. Có bị nứt nhau rồi, bị nứt người về quấn nhỡ ra đổ keo vào nhé.
nó lùi phía sau nó bị mắc này thành là mình phải giật. Của hãng gì cái cần này dài 2m7 nha mọi người, 2m7 thu vào ngắn nhất của nó là 1m2cm, cân nặng của nó là 300g, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly nhé, 2,4 ly. Cái này cây số 16 cái này mình bán 500 500 nha mọi người. Tiếp theo máy cài trong ba, ok này trước cài Olympic thì trước nha mọi người. Này, Olympic. Này. Ra bằng đi nhá. Tiếc là nó tróc mất cái tem Olympic rồi nha mọi người, tróc mất cái tem Olympic rồi, càng này đích thị là Olympic luôn. Càng này dài 2m1 này, thu vào ngắn nhất của nó là 1m08 này, nó nặng là 140g, đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly nhé, 2,5 ly bát này. Tiếc là cái tem của nó bị đắp rồi. Lúc nó về là nguyên 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 bao đó nha mọi người. Đó, nguyên trong bao như thế. Nấu này. Cần hai đoạn Olympic, cần hai đoạn Olympic nhé. Rồi, cần này dài 2m1 nhé, thu vào ngắn nhất là 1m08, cân nặng là 140g, đường kính độc đỉnh là 2,5 ly nhé mọi người. Về nguyên bọc Olympic rồi luôn.
đây là cây số 17. Vải này, vải này bán 500 rồi. Mười bảy này bán 500, 500 nha mọi người. Tiếp theo cái số 18, càng Ryobi. Fuji nhé, FS6. Này, không có gì như thế. Cái này không phải là cái khoang nha mọi người, cái này là cái để, cái này là để nó khóa đây này. Nhắc vào đây là nó khóa giữ cái đầu lại này. Này để khóa này chứ không phải cái khoang nhé. Sự là đấy, cho mọi người coi đây này, nhé. Này trong này mình thấy người ta đã làm bào làm trượt luôn rồi này. theo mình nghĩ cái khoang này, chỗ này, ba cái khoang đào này nó rất là nhỏ nên người ta không có làm đá vào đây, và người ta làm trơn tục luôn, người ta bo trơn luôn nha mọi người, người ta bo trơn luôn, người ta làm cái khoang này, ba khoang đào này nó nhỏ nên không có đá nhá, người ta bo trơn luôn nha mọi người, bo trơn này, đấy, theo là mình nghĩ là như vậy, đấy, đấy còn giờ mình quay thực tế nha, thay cho mọi người thôi, mọi người ưng ý thì mọi người mua nhé. Còn những cái khoang sau này thì mình thấy này, bóng cái khoang đào này là không có đá, không đá, nhưng mà theo như mình thấy là không phải, là không biết là có phải là cái này nó không gắn đá không, tại vì mình thấy người ta bò đào inox trơn luôn rồi, bỏ cước vào đây nó sẽ trượt luôn, không gắn đá nữa. Đấy, nó không có bị cắt cước nha mọi người. Đây, còn những cái sau này thấy có đá này. Đấy, không biết mình nghĩ như vậy có đúng không, hay là cái nào nó cũng phải có đá như thế này đó, thì mọi người cứ coi rồi lựa chọn nhé. Mình chỉ biết tới đấy thì mình nói tới đấy thôi. Tốt nhất là mình quay ngoại hình cho mọi người nhìn. Cho mọi người. Dài 2,5 m, thu và ngắn ngắt là 85 cm, cân nặng là 120 g. Đường kính của cái đọc đỉnh là 0,8 ly. Cây này cây số 18. Này cây số 18. Cây này bán 350.000. 18 350.000 nha mọi người.
xem cái này. Hiệu gì đây? Này cũng Ravi. Titan luôn. Đây. Cái này dài 4 mét rưỡi, thu vào ngắn nhất là 1 mét 17 cm nha mọi người, 1 mét 17 cm. Cân nặng của nó là 180 g. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly nhé. Titan nha mọi người. Đây. Sức mạnh ở siêu Titan. Đấy. Rồi. Bát Fuji chuẩn LS6 Japan Bát. Thông số này là gì đây mọi người? F45 57 gì đây? Đây. Titan này. Đây. F45. Có nắp su đại mà nắp su cái chụp tray nó vậy này, này nắp su của nó đây là phạt đáy khoang vậy này. Khoang của nó đây rồi, mình thấy khoang nhỏ, khoang nhỏ, khoang ẩn đấy. Cái hiệp này là đột tháp hay cái gì đây mình không rõ nhé. Này vòng xoắn này xoắn bằng răng đây rồi. Titan carbon nè mọi người. Đây. Răng này sợi. Đấy. Cảm giác mình không biết cao nhưng mà mình cầm cái cần mình thấy rất là đã nha mọi người. Về đây, này mọi người này. Đấy. Cứng cáp. Đọc thì mình thấy nó nhỏ đó nhưng mà nó cầm rất là cứng nha mọi người. Đấy, răng. Titan là sợi titan, sao còn đường này răng thì mình thấy như là carbon đấy. Cái hiệu là cái hiệu gì nha mọi người?
Rồi, cho mọi người coi lại. Cần là dài 4,5 m. Thu gọn ngắn nhất là 1,17 m. Cân nặng của nó là 180 g. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,8 ly. Cần là cần số 14. 19. Cần này số 19 nha mọi người. Cần này ván một triệu mốt nha mọi người. Những cái con mà về vẫn còn nằm trong túi như thế này được cái là nó ít bị trầy xước, nó không bị trầy xước, hầu như nó không bị trầy xước luôn đấy. Được bảo vệ ở trong đấy rồi. Đây, tiếp theo con cuối cùng, con số 20. Hôm nay có 21 con mà mình đánh 21 cây cần, nhưng mà do mình đánh nhầm hai số 13 nên là thành có số 20 thôi. Đây, cần 3 khúc, cần 3 đoạn canto nha mọi người, cần canto. Mọi người coi thử nào chứ đôi. Đây là phần cuối rồi. Để mình thu lại, mình rút ra xong rồi mình cho mọi người coi cái đoạn cuối này nhé. Đoạn cuối của nó đây. Xước này. Nó bị xước tí nhé. Đây là keo. Đấy, ký hiệu KT Canto nha mọi người. Dài 2,4 m, nó có 3 đoạn. Đấy, 80 này là cái gì mình không biết đường nữa. Không biết có phải là độ cứng không, tại vì cầm cái cần này, cầm cái độc của nó rất là cứng cáp à. Đấy, cái gỗ này thì về mình có thể sơn lại. Đấy, cái cần này dài 2,4 m này. Dài 2,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 87 cm nha mọi người. 87 cm. Thu vào ngắn nhất 87 cm, cân nặng của nó là 200 g. Đường kính cái đọc đỉnh của nó là 2,5 ly nha mọi người. Đấy. Cái này cây số 20. Cái này bán 700. 20 700 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Video khá dài. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giùm mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy,